Thí sinh mang số báo danh 033 Nguyễn Thị Xuân Mai thể hiện ca khúc Cô Gái Vót Chồng. Cảm ơn Xuân Mai đã mang tới ca khúc Cô Gái Vót Chồng. Nhưng mà anh Quân có thắc mắc rằng là thưa quý vị là bài hát này là một bài hát rất là khó hát. Vậy thì không biết là Xuân Mai em có được đào tạo thanh nhạc một cách bài bản hay không? Và lý do tại sao em lại quyết định chọn cái ca khúc này? Và ngày hôm nay thì em cảm thấy rằng là em đã trình diễn được bao nhiêu phần trăm thành công như mong muốn của em? Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin chào tất cả ban giám khảo và mọi người có mặt tại đây. Thì em đã được... khi mà trước khi hát thì em đã được qua được một cái lớp đào tạo thanh nhạc từ lớp 6 và em rất là đam mê hát và em cũng đã đi casting, nhưng mà lúc đó thì em chưa có
được học thanh nhạc nhiều cho nên là mình chưa có cơ hội được trình diễn. Và ngày hôm nay em đứng đây và em cảm thấy rất là tự tin vì mình là chính bản thân của mình và được tự tin trình diễn những tài năng, những cái ước mơ mà mình muốn có. Và lý do mà em chọn bài Cô Gái Bóp Trong bởi vì nó nâng tôn lên một người phụ nữ của dân tộc Việt Nam, một người luôn đặt vấn đề yêu thương tổ quốc vào hàng đầu và luôn căm thù giặc. Và em cảm thấy đó là một điều tuyệt vời nhất. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Xuân Mai. Và chúng ta đang chờ đợi xem là có đội huấn luyện viên nào sẽ chọn Xuân Mai về đội của mình hay không ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là Xuân Mai nhận được 2 phiếu bình chọn, 2 lá phiếu từ đội của chị Bùi Quỳnh Hoa và chị Bùi Lý Thiên Hương. Và bây giờ thì em lại phải lựa chọn xem là em muốn về đội nào. Và chúng tôi cũng muốn được xin cái ý kiến nhận định của 2 đội huấn luyện viên ạ. Đầu tiên xin được mời Quỳnh Hoa. Chị thấy hơi tiếc một chút là cái mic có thể nó không bắt cái tiếng của em hay sao, nó hơi bị nhỏ ấy. Nên là bây giờ chị có một thử thách cho em là ngoài cái phần hát này ra thì em muốn thể hiện tài năng mình gì hơn nữa trước mặt ba mentor đây để họ có thể chọn em. Dạ là em sẽ đi catwalk cho mọi người cùng xem ạ. Vâng, bây giờ thì xin được mời Xuân Mai ạ. Xuân Mai sẽ thể hiện thêm một tài năng trình diễn nữa, đó chính là đi catwalk. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho Nguyễn Thị Xuân Mai. Xin mời âm nhạc ạ. Chúng ta cùng vỗ tay cho Xuân Mai. Cảm ơn em. Không biết là sau phần kết quả vừa rồi thì chị Quỳnh Hoa cảm thấy là có mãn nhãn hay không ạ? Thật sự là khi mà xem em trình diễn với cái phần thi kết quả của em thì chị cảm thấy là em là một người rất là tự tin. Và chị Dơ bảo là rất, điều rất là đúng đắn và rất là mong em về team của chị. Thế còn chị Thiên Hương thì sao nhỉ? Là em phải nói liền á anh, chứ không có để người ta cướp. Trước tiên là chị chúc mừng em. Em có giọng hát rất là hay, mặc dù bài này cực kỳ khó hát. Chị biết là như vậy, em có một chút xíu hơi sớm nhạc một tí xíu. Nhưng mà cái giọng hát thì rất là tuyệt vời. Còn lại thì catwalk thì em rất là tự tin như chị Hoa nói. Rất là ok luôn. Nói chung là em hãy về đội của chị. Nói chung là hai chị đều khen em. Vậy nhưng mà không biết là hai chị có một cái bật mí, một cái điều gì đó bí mật hơn trong cái hành trình mà tiếp theo huấn luyện cho các bạn hay không ạ? Thí dụ như là hai chị có thể chia sẻ những cái cách mà mình training cho các bạn được không ạ? Em nghĩ là về phần Xuân Mai thì bạn đã rất tự tin rồi. Bạn chỉ cần chỉnh cái cơ thể nó thẳng một tí xíu thôi. Em hơi đổ người về phía sau một tí xíu. Và training cho bạn một tí xíu về ánh mắt, nụ cười tí xíu nữa là ok. Em nghĩ là Xuân Mai đã rất là tự tin. Còn lại thì hát thì vô đối thủ. Còn Quỳnh Hoa thì sao ạ? Còn chị thì chị lại thấy là em không phải đi đổ một người về phía trước, mà cái phần lưng của em nó hơi, có thể là nó hơi gù do thói quen của em một chút, đúng không? Đó, và chị tin rằng là khi mà em về đội của chị sẽ có một chiến lược để đưa em thực sự tỏa sáng và thành công trong chương trình này. Và em không chỉ dừng ở chương trình này, em còn làm được nhiều thứ hơn, tại vì em là một con người rất là tài năng. Đó, Xuân Mai nghe rõ chưa? Xin cắt lời một chút nha. Nếu như mà Quỳnh Hoa và Thiên Hương đã giống như là cuồng nhiệt như vậy thì xin mời hai cô ra sân khấu thị phạm cho bạn ấy xem thử xem là cái trình catwalk cũng như là tại sao bạn ấy lại phải chọn về đội của mình. Quý vị đồng ý không ạ? Em hãy cho hai cái cô này cái nhạc nào sung sung một tí nha. Go
Chúng ta cùng chào đón siêu mẫu Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa. Hai người đẹp của chúng ta rất nhiều. Và như mọi người cũng có thể thấy đúng không ạ? Dạ vâng, bây giờ Xuân Mai em đứng vào đây. Rồi, em thấy không? Hai chị đi rất là đẹp và rất là cá tính. Mỗi chị có một cá tính khác nhau, một dáng đi và một cái dáng pose lại khác nhau. Xuân Mai đã có quyết định của mình chưa? Quyết định rồi đúng không? Rồi, xin mời em. Hai chị đều quay sang chọn chị đi, rồi ôi. Nào. Dạ thực sự là hai chị thì ai em cũng rất là thích và rất là muốn được về team của hai chị, nhưng mà em chỉ được chọn một và em sẽ chọn chị em bắt con này nó nhảy Bùi Lý Thuyên Hương. Vâng, xin được chúc mừng Thiên Hương và chúc mừng cho Nguyễn Thị Xuân Mai số báo danh 033 đã về với đội huấn luyện viên Bùi Lý Thiên Hương. Và Uyên Nhi xin chúc mừng. Cảm ơn Quỳnh Hoa rất nhiều ạ.